Xin mà ba nó không cho. Chú có con buồn không? Có chú, nhưng mà gán vô năn nỉ ba mẹ trong này đi ra. Năn nỉ ba mẹ con cho con cưới, chứ con không có hoa bỏ. Chào Minh Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Tôi tên là Nguyễn Thúy Linh, năm nay là 65 tuổi, ở dân tộc Đồng Nai. Dạ. Đang giữ cháu và nội trợ. Dạ, xin mời chị. Dạ. Đây là dâu. Con chào chú Nguyễn Linh, chào chị Lê Lộc. Con tên là Dung Ngọc Tuyết Linh, năm nay con 19 tuổi. Wow. Lấy chồng sớm. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình đó, cô cảm nhận như thế nào? Ngày đầu tiên là thằng con trai có nói là con sẽ đem bạn gái con về. Mà mẹ ơi, bạn gái con nó có thai rồi, có em bé rồi. Thì ngày đó khi bước vô nhà thì tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm, tại nó còn quá nhỏ mà thấy dễ thương lắm. Thì ăn khi đó đang ăn cơm, rồi kêu nó vô ăn cơm, rồi hỏi nó làm sao, rồi hai đứa con sao rồi. Rồi nói mẹ ơi, hai đứa con lỡ dại đã có em bé rồi, gần 3 tháng. Mà ba mẹ con thì kêu con phá đi, chứ không cho lấy chồng vì nó còn quá nhỏ, không có biết gì hết trơn á. Dạ. Tôi trả lời, tôi nói thôi con cứ để đó đi mẹ, ba mẹ sẽ đi ra gặp ba mẹ con để rồi năn nỉ và giải quyết thôi, con đừng có lo. Nói nếu ba mẹ con không cho con lấy chồng, lấy anh Hải thì con sẽ trốn bỏ đi theo anh Hải thôi, chứ con cũng không chịu phá em bé đâu, nói vậy. Thì hai mẹ con nhìn nhau thì khóc, khi đó là mới gặp nhau mà thật có ấn tượng là nó khóc, có tôi cũng khóc luôn. Dạ. Còn đối với chị, lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng, chị cảm giác như thế nào? Lúc đầu em về em hồi hộp lắm, cứ đi trên đường hỏi chồng là mẹ có khó không, với ba có khó không. Nhưng mà chồng nói là hiểu tính mẹ thì mẹ dễ lắm. Trong mâm cơm đó em thấy ba với mẹ hiền lắm, vui tính nữa, nên em đỡ sợ trong người lắm. Lúc đầu là em có bầu 3 tháng rồi, em kêu chồng em là mấy dám nói, chứ em không dám nói liền. Ba mẹ bên con là không có chịu hả? Dạ không có chịu, tại vì anh Hải qua nhà con trước rồi, xin mà ba nó không cho. Chú có con buồn không? Có chú, nhưng mà gán vô năn nỉ ba mẹ trong này đi ra. Năn nỉ ba mẹ con cho con cưới, chứ con không có hoa bỏ. Rồi đến bây giờ thì gia đình hai bên đã vui vẻ chưa? Dạ có rồi chị. Con nghĩ con làm dâu về quá sớm không? Dạ có chú. Tại vì con làm dâu mà con không biết gì hết. Nói chung việc nhà con cũng không biết luôn. Ai ha. Con nhỏ nó lỡ dại rồi. Nguyên Linh biết không, đi về làm dâu không biết gì hết trơn. Không biết gì hết. Ngày đầu tiên đi về làm dâu mà ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy. Mà không phải một ngày đó, mà từ khi có bầu cho đến khi sanh cũng là 12 giờ trưa. Mà chồng làm hết, chỉ kêu dậy ăn cơm thôi. Ăn cơm và rửa chén cho không biết làm cái gì hết trơn. Nhưng mà cô có dạy không? Cô có chỉ không? Có chỉ thì nói thì con dậy sớm rồi mẹ chỉ con, mà cứ ngủ thì thôi mình nói cho nó ngủ cho rồi. Dạ, nó còn nhỏ quá thôi nó cho nó ngủ đi cô. Giữa mẹ chồng nàng dâu hợp nhau điều gì không? Dạ có. Em với mẹ là hay son phấn, quần áo, giày dép. Còn về ăn uống rồi về chăm sóc gia đình, hai mẹ con mình có hợp nhau không? Dạ không, em với mẹ, mẹ thì ăn mặn, em thì ăn vừa vừa thôi. Có bữa thì đi, có đi ra là con gái chơi, nó ở nhà 3 ngày. Cho cha chồng nó ăn cơm sống, cá chiên thì đem thùi lùi luôn. Trời ơi. Nấu canh thì để muối mặn chát. Ông xã nói trời em ơi, nó nấu cái nắng cũng được gì thôi, nhưng mà cũng khen ngon đại đi. Nó hỏi ba ngon không? Ngon. Nhưng mà gọi cho vợ thì nó trời ơi, nó mặn trời ơi. Thôi kệ nó cô, nó còn nhỏ quá mà. Nãy giờ chú kệ hoài á. À, chú kệ hoài. Chú kệ hoài là nó về nó bắt chước theo của kệ. Và trong gia đình thì mẹ kỹ, em thì cứ bả đâu dục đó. Mình đi biết không, cưới về còn mệt thêm nữa. Đi theo mà dọn không à. Bình sữa uống xong để đó, cái tã thay ra cho con dục đó. Bộ đồ của con cũng dục, ngồi đâu là dục đó, mình phải đi dọn, con đó không có dọn dẹp gì trơn. Có bao giờ cô la nó không? Ra cho nó, Linh ơi con gọn gàng cho mẹ đi thôi mà con không biết gì trơn vậy. La lớn không cô? La lớn. Nó dạ, để con rồi, để con dẹp, để con dẹp, chứ mà nói vậy nó cũng đi chỗ khác rồi, để gì thôi mình cũng dẹp. Cái chuyện chăm con cái sao con? Dạ mẹ chồng con chăm con không biết gì luôn. Tức là con chỉ có nhiều vụ đẻ thôi đẻ hả? Thôi. Chỉ có khi nào bú thì đưa qua cho nó bú thôi, chứ còn là mình lo hết. Thôi kệ nó cô. Vậy thì không biết là ở nhà em làm được điều gì cho mình chưa cô? Không có làm được điều gì hết.
chỉ có một cái là chỉ la là cười thôi, chứ còn cái gì cũng không được một cái gì hết trơn. Nó hay, buồn nó còn cười là hay lắm. Đó cô. Nhưng mà em ơi, mình có ý thức được là mình sẽ phải giúp phụ mẹ một công việc nào đó không? Dạ có chị, nhưng mà nói rồi là qua ngày sau em quên mất tiêu, em cũng vẫn vậy nữa. Nó chỉ nhớ bấm điện thoại thôi, điện thoại là 24/24. Tiền bạc sao cô? Tiền bạc thì chồng nó đi làm mà đưa cho nó xài cho tôi không biết. Anh xài phung phí lắm. Có tiền là mua đồ tùm lum mà về để cho không có xài mà cũng mua. Cô ơi, thí dụ mà sắm sửa vậy là thí dụ đến những ngày lễ Tết gì đó là chắc cũng có sắm quà không? Sắm cho hai vợ chồng thôi, không có sắm gì cho mẹ. Thì nói mẹ có nhiều rồi, không thành không sắm. Không biết em có điểm gì để mà chị nói tốt giùm em được không nhỉ? Có bao giờ em có ý định mua cho mẹ cái gì đó không? Dạ có anh, dạ có chú. Hai trời năm nay anh chú gì trời, nó còn nhỏ mà. Tết năm nay đó là hai năm con hứa mua cho mẹ áo dài, mà cứ thấy mẹ có áo dài nhiều quá cái hai chồng cái nghỉ mua. Khỏi luôn đi con, mẹ có nhiều áo dài rồi. Hai bộ đồ áo dài này là ai chọn vậy bé? Dạ áo dài này là cái kỷ niệm của em với mẹ, là cái ngày đó làm lễ hôn phối trên nhà thờ là mẹ dẫn em đi mua vải may áo dài cho em để làm lễ. Em ơi, em có thương mẹ nhiều không? Dạ có chị. Điều gì ở mẹ mà làm em nhớ nhất, em thương mẹ nhiều nhất? Dạ là lúc đó mẹ bị sỏi thận mà mẹ không biết, chứ kêu là Linh ơi mẹ đau quá Linh ơi. Em cứ hồi hộp thì em chạy ra mua thuốc cho mẹ uống. Mẹ uống vô thì mẹ cũng không bớt. Thì em cứ kêu là mẹ đi nhập viện đi. Mẹ cứ sợ là nhập viện tốn tiền này kia, mẹ không nhập viện. Em cứ điện cho chồng em này kia, kêu về chở mẹ đi bệnh viện đi. Mà mẹ nhất định là mẹ không đi. Tới nửa đêm mà mẹ đau quá mẹ chịu không nổi, mẹ mới lên bệnh viện. Em nghe là mẹ mổ, em mới thấy hối hận đó. Ở nhà mẹ la mình á mà mình không nghe, mà lỡ này sao mẹ mổ xong mẹ mất đi rồi không có ai la mình nữa. Nên em có nhắn tin cho mẹ là em nói là con xin lỗi mẹ, con mong mẹ mau khỏe. Về mẹ nói gì con cũng nghe hết, mà nhưng mà về mấy tháng rồi cũng nói cũng ra gì vậy. Ok. Người đàn bà thế không, nó nhỏ. Tức là bé có rất có tình cảm với cô, rất thương cô. Nhưng cách ăn nói chưa có kiểm soát được thôi. Bởi nó còn nhỏ quá. Tôi thương nó lắm, thương giống như con gái. Thương là thương chỗ đó đó cô. Thương nó rất thật lòng. Dạ thật lòng. Nói chơi bây giờ thôi. Dạ bé rất là thật lòng. Thật lòng có sao nói vậy người ơi. Những cái gì mà cô nói với con dâu đó, có bao giờ con dâu cãi là cô? Không, cười không à, nói cái gì nó cũng cười. Nó nói này không, con phải lắng nghe chứ không phải cười là bỏ nghe Linh. Mà có một lần, ví dụ đi khám đứa con mà nó nói là bác sĩ nói là con nó bị thiếu chất gì đó. Thành được cái ở sau này nó bị off vô. Đi về là tôi nói là con không được, còn nghe điện thoại trong phòng đó nghe chưa. Nghe là con sẽ ảnh hưởng rồi, nó sẽ mất trí nhớ vậy đó. Vậy mà la tới cũng vẫn đem điện thoại vô. Cái thằng chồng nó chạy vô nói sao mày nói mà em nghe để tán bây giờ. Nói thì nói vậy chứ đời nào mà tán đâu. Này trả lời liền, tán lấy dám tán không, khó quá ai mà ở nổi. Trời, cái tôi cũng đứng đó cho nên Linh mẹ khó với con lắm hả, con ngủ 12 giờ dậy cả một năm trời này rồi, vậy mà mẹ cái gì mẹ cũng làm hết trơn cho con chơi không mà con còn nói mẹ khó. Cái ngồi nó gục đầu, cái tôi tức quá tôi gọi điện thoại cho anh chị xui liền đi vô liền, chị anh chị vô đây tôi giải quyết. Mẹ nói cho anh chị nghe thì anh chị bắt nó xin lỗi, nói con nói vậy là không phải, mẹ chồng con là quá thương con rồi đó, chỉ có đi làm mới nửa tháng này thôi, rồi con cái là mình giữ trơn, đi làm về con mà kệ, 10 giờ đêm mới bồng con, luôn ngủ. Con té sao bị đầu vậy? Không phải chú, em bé giống như là nó em sinh bé ra là nó thiếu chất đó chú. À. Nó có thiếu cái chất gì nên cái đầu cái trong cái não của nó chưa có phát triển đầy đủ. Bác sĩ cứ nói là 6 tháng là nó sẽ phát triển lại bình thường. Làm mẹ thì cứ nghĩ là do con với chồng con xài điện thoại nên ảnh hưởng tới em bé. Nên mẹ cứ la cái chiều điện thoại. Thôi nên cô. Chỉ có lần đó là như vậy đó. Thiếu chất gì dạ, đó. Dạ, suốt con ngày. Con bây giờ phải đi kiểm tra lại xem con nó thiếu cái chất gì không? Dạ, bữa con đi kiểm tra rồi thì bác sĩ nói là nó đã phát triển đầy đủ rồi chú. Đầy đủ rồi phải không? Dạ. Mừng quá. Rồi vậy khỏe rồi. Dạ. Giờ bắt đầu dạy được rồi nè. Dạ. Rồi hàng xóm có nói gì không? Hàng xóm thì nói khi nào cũng thấy đi ra quét nhà nói bà Linh sao mà bà cưới vô về bà cứ thấy bà làm con dâu bà đâu, nó ngủ chưa vậy đó. Tại vì bà cưng nó quá rồi giờ nó vậy chứ gì nữa, nó chỉ chắc vậy quá. Không được, cái dễ thương là nói gì cũng cười. Mày nó không cãi ha. Có bao giờ á
con suy nghĩ con hối hận về những gì mà con không nghe lời mẹ chồng không? Dạ có chú. Nói chung là mẹ la cái gì cũng đúng hết đó chú. Nhưng mà tánh con thì bướng. À. Giống như mẹ la cái đó là sửa trong ngày đó thì được, cái qua ngày sau con cũng vậy. Đúng rồi, tại vì tuổi trẻ mà hồi lúc con bằng tuổi bé con cũng bướng lắm. Cũng cãi lời mẹ hoài à, tức là nghĩ là mình lúc nào cũng đúng. Và mình đang cái tuổi ăn, tuổi chơi á, mẹ cứ ép mình làm theo ý mẹ là không phải rồi. Nên là con nghĩ là sẽ có thời gian, từ từ em sẽ quen dần. Đúng. Nhưng rồi. Mà nên quen dần sớm hơn thì càng tốt. Không, đúng là mẹ chồng tốt đó. Con cũng gặp mẹ chồng tốt, chứ gặp mẹ chồng mà khó thì cũng mệt lắm. Không ở chung được đâu. Tôi nói là nếu mà người khác thì con chỉ ở 3 ngày thôi. Chính 3 xác ngày như thôi thế. Không có được có dạ. Ở ngày thứ tôi rất là dễ. Thật sự nếu chúng ta uống nắng, chúng ta dạy dỗ thì chắc chắn bé Linh sẽ trở thành nàng dâu rất là tốt. Thôi bây giờ thế này, bây giờ mình nghe coi chồng con nói gì nha. Dạ. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mẹ và vợ mình trong cái thời gian về làm dâu tới nay có một số vấn đề mà vợ làm cho mẹ buồn thôi. Đó là việc mẹ chỉ dạy vợ mà vợ chỉ nghe như không có thực hiện được. Mẹ bực, mẹ la thì vợ lại hay không vui. Mình cũng chả biết làm gì nữa thì mình vô mình nói tiếp. Nhưng mà nói rồi cũng dạ ừ hiểu, cười xong qua ngày sau cũng lại như vậy nữa. Nhưng mà bị la hoài một vấn đề bực là sai chứ không phải là đúng. Tại vì mình có một cái vấn đề nhỏ thôi mà mình không làm được là sao? Thì mình phải chịu bị la. Em hiểu được cái tính vợ em mà. Nó hậu đậu rồi chứ không phải là do cái tuổi nhỏ nữa mà gọi là bị hậu đậu rồi. Cứ tái diễn đi, tái diễn lại một cái điệp khúc đó thôi. Là cứ bị la hoài vậy đó. Rồi ghét rồi, bây giờ mẹ nghỉ la luôn rồi. Mẹ không la nữa. Mẹ nói làm gì làm luôn rồi. Em muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ. Trong suốt thời gian qua, những lời mẹ dạy bảo và la vợ em là tốt chứ không phải là xấu. Và con cũng cảm ơn mẹ đã hiểu và thông cảm cho vợ con. Vì cái tuổi quá nhỏ để bước vào một cuộc sống làm dâu. Con cũng mong là qua chương trình này mẹ sẽ dạy bảo vợ con theo một cái cách khác đi, thì con nghĩ sẽ hiệu quả hơn đó mẹ. Và lời chồng muốn nhắn nhủ với vợ là qua chương trình này chồng mong sự thay đổi từ vợ để cho mẹ được vui vẻ hơn và được sống lâu hơn với vợ chồng mình và con cháu. Cái tánh con là bướng lắm, cứ nói là ấy xong là con cũng quên rồi. Với lại là bây giờ em đang được cái tình thương của mẹ quá nhiều. Yeah. Sau này là có nhiều chị dâu khác về nữa là tình cảm sẽ bị san sẻ đi, mà em không thay đổi mình là chắc chắn tình cảm của mẹ dành cho em sẽ mất. Vì vậy nên là em phải thay đổi chính em. Yeah. Thay đổi đi, còn kịp đó. Cô có mong muốn điều gì cô nói với con dâu đi. Mẹ chỉ muốn con thay đổi là phải gọn gàng, sạch sẽ thôi. Để còn cơm nước thì để từ từ cũng được. Mẹ chỉ mong muốn có vậy thôi. Bây giờ là ôm mẹ đi. Hứa với mẹ gì đi. Hứa đi con. Con hứa với mẹ là sau này con sẽ nghe lời mẹ nhiều hơn, không làm mẹ buồn nữa. Mẹ cũng mong như vậy. Con thương mẹ lắm. Tuyệt vời lắm con ạ. Cái tình cảm như mẹ được chồng nàng dâu lúc nào cũng gắn chặt thế này. Mẹ như mẹ ruột vậy đó. Dạy con tối lửa tắt đèn có nhau ha. Chúc mẹ chồng nàng dâu mãi mãi bên nhau. Chúc gia đình bình an và hạnh phúc con nha. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình. Dạ, con chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Chúc em là luôn giữ mãi tình cảm của mẹ, vì em không thể nào tìm được người mẹ thứ hai như vậy đâu. Phong hỏi gì là bà tiết kiệm á, chắc tiền bà nhiều lắm hả? Nhiều thiệt á. Tiền bà để đâu bà? Cửa hàng. Cô thì đi cửa hàng mà cũng khổ ra. Bà đưa tiền cho con cái giữ hay là bà giữ? Tôi giữ, con giữ có. Bà giữ nhiều hơn đúng không? Vâng. Oh. Dẫn cho bà.
Chào cô. À, chào con. Dạ con mời bà ngồi ạ. À. Dạ. Ngồi đây à. Vâng. Chào bà. Dạ, chào cô. Chào, dạ. Chào con. Chào tới chào. Chào hai cháu. Hai cháu. Chào tới chào gặp hạt nhà. Dạ. Bây giờ hai cháu. Dạ. Dạ. Dạ chào bà. Con rất là bất ngờ khi chào đón gặp mẹ chồng nàng dâu mà con phải kêu bằng bà và cô luôn. À, dạ thưa bà, à, con là Quyền Linh, đây là Lê Lộc, đây là gọi là cháu cố luôn đó. Dạ bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Tôi hả? Năm nay hả? Hết năm nay là tròn 18 rồi. Hả? Lại sao nó quê trời ơi câu. Bà là nhà quê ở đâu bà? Dạ quê tôi tới thì là dâu con tôi sợ tôi thương lắm. Thương con dâu? Đó, ở gần một bên. À gần bên nhà. Gần một bên nhà dâu. À cô mình có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết luôn ạ. Chào hai cháu. Dạ. Xin chào quý khán giả của trường quay. Và chào quý khán giả trước màn ảnh nhỏ. Cô tên là Trương Thu Hà, năm nay cô 66 tuổi. Làm dâu mẹ chồng được 40 năm rồi. Tuyệt vời. Mẹ chồng 100 tuổi, nàng dâu 66 tuổi. Dạ, tụi con đúng ở đây phải gọi bà cô. Dạ, bà cô. Cô cố luôn á, dạ. Cô là có mấy cháu rồi? Cô được 3 cháu, à, thành ra thất thiệt rồi con. Bà được bao nhiêu người con hả bà? Dạ, được 3 người. Bà lấy chồng năm bao nhiêu tuổi hả bà? Dạ, 25 tuổi. Lấy chồng năm nay 75 năm rồi. À, bà ơi, bà thấy con dâu phục vụ mẹ chồng tốt không? Dạ, dạ tốt lắm, mà tốt tôi ưa quá. Dạ. Tôi thương quá. Có cái điều gì bà giận con dâu không? Dạ, có giận ý chiêu. Nói về thông già thông cười là nói gì ưa này hả? Dạ. Thương yêu rồi. Bà có buồn con dâu cái gì không? Không có, chắc cũng có một ít. Anh nghe rồi kể đấy thì thương yêu. Nói nghe lời. Nói là cô nói nhiều. À, cô dâu bà nói nhiều quá hả? Dạ. Cô ơi, cho con hỏi cô tí xíu nha. Cái ngày đầu tiên mà khi cô gặp mẹ chồng á, cô còn nhớ không cô? Cô nhớ chứ, dạ. Nhớ mùng một. Tại vì hồi nhà cô về là nhà mẹ chồng là gần nhau. Dạ. Nhưng mà hồi đó cô cũng làm bên giống như là chi đoàn trưởng hội thanh niên rồi đi họp, nó hay quá gọi chủ đi. Dạ. Thì bà nội không thích cô nói, nói nhiều quá. Khi đó cô cũng lớn rồi và hai đứa quen nhau thì gia đình tác hợp. Bà nội nói nhiều không thích đâu. Không có thích. Nhưng mà sau đó thích. Nói riết quen. Nói riết quen. Cô về làm dâu đó, có gặp cái điều gì cản trở từ mẹ chồng không? Nhiều lắm con. Nhiều nhưng lắm mà hả? Nhiều vui buồn. Ví dụ như là mới về thì nhà cô thì nhà kinh doanh mà nhà cô nổ lò xô về nấu than. Nhưng mà nhà bà nội nấu củi. Thì năm 6 giờ cô dậy cô ra thì cô không biết nhân lực củi. Thiệt tình thì bà nội chỉ nói cho nè, không biết thì đi vô ngủ đi. Bắt đầu cô thì mình thiệt tình đi vô ngủ. Có những cái có như là mẹ cô mẹ gì mà đám cưới chưa về được á, ở lại thì nói đi. Sao không kêu con dâu dậy nào nấu nước. Ta biểu vô rồi đi vô rồi chẳng nói chứ đâu. Thì việc vô thì mình vô chứ mình đâu biết chứ đâu mới lần đâu mà. Thì khi mà cô nghe đó là cô dậy cô ra cô định đăng thì cô nghe cô vô cô nói thôi tiêu rồi không được 10 ngày đâu mình là coi như không sống cái gì đâu, cô hơi sợ. Nhưng mà sau đó thì bà nội dạy bảo cô thực tình gia đình cô kinh doanh mà gia đình bà nội là cán bộ hồi đó giải phóng về vẫn còn lưu dung á, rất là bình yên, rất là thanh thản. Nhà đình cô thì gia đình cô thì kinh doanh thì nó hơi xạo đồng tí vậy, lại chồng bà theo chồng mà gia đình cô là con bé, gia đình bà nội con bé không là thuộc mình danh là những chiến sĩ thầm lặng, ba ông con trai một ông bộ về bà nội thôi, bà nội đẹp nhất nhà. Nói rất là ít, một ngày nọ một người chừng vài ba chục tư rồi hàng xóm người này đi con về đây đi rồi con hoạt náo lên để cho gia đình nên là khỏe đồng cho chiến sĩ thầm lặng không á. Mình cô chia sẻ con một điều này là khi cô có thai mẹ đầu, nói chung một lát sau ít thôi cô có bầu. Thì gia đình hồi đó là cô nghĩ bây giờ cô cũng muốn khóc. Ăn cơm mà đồ khoai rồi đó. Mà riêng cô là được ăn cơm trắng. Thì cô biết là thương mình mới làm vậy.
Nhưng mà cô ốm nghén lâu, thật là lâu. Đến khi là cũng ăn cơm mà ăn ít rồi thôi. Cái ngày cô sinh, chị cô qua đưa đi, mẹ cô ở Sài Gòn này, chị cô qua đưa đi thì bà nội cứ chạy theo pha một ly sữa cho cô. Cái mấy bà chị cô nhăn nhó nói là mẹ chồng mẹ không biết gì hết, người ta đi sinh mà ngán đường. Nói vậy đó, thì cũng hơi buồn nhưng mà để trong lòng thôi. Nên cô sinh về bắt đầu chăm cô này nha, cái đoàn chăm cô mới đau khổ. Bắt cô xong một ngày là 10 nồi xong. Con tính đi, nó hai cái bếp, bên này, nồi này xong rồi tới nồi khác. Nhưng mà khôn lắm, lấy 10 chiếc đũa, để bên cạnh vậy nè. Bưng một nồi xong rồi đem vô một chiếc đũa. Để kiểm tra phải không cô hả? Sợ quên đúng không? Sợ quên. Cũng 60 rồi hồi đó. Bắt đầu cô nói anh ơi chắc em chịu không nổi rồi. Ông xã cô mới chạy ra chôn mấy chiếc, người ta chôn 2-3 chiếc thôi. Ông chôn cái 5 chiếc đó chị biết. Phát hiện ra đúng không? Phát hiện ra mà không nói, ít nói lắm. Ngày mai nhét qua đây nè, nhét qua đây, cứ lần lấy vậy đó. Cái cô nói chắc em chịu không nổi, nó quá cổ xưa. Bắt đầu mới nhờ cái chị đó, y tá giả làm bác sĩ qua nói với bà nội, nói là không có được xong nhiều, 2-3 nồi thôi. Thì từ đó mới giảm. Thì đó mới giảm. Mà con biết cho cô ăn gì không? Bà nội cho con ăn gì? Cơm muối. Dạ. Là mới sanh hả bà? Mới sanh á. Ăn cơm với muối tiêu hả? Dạ, dạ ăn lại tốt. À, mới sanh ăn cơm muối tiêu tốt. Còn nằm lửa nữa. Nằm lửa tốt máu là tốt trong này, hớ hạm rồi. Đó, bà khi bà nằm lửa nè. Bà Lăng có lửa, bà nói lăng vậy đó. Trời ơi, Lăng trên cái giường mà dưới có lửa. Cô nằm y vậy cô chịu đó. Rồi tốt từng này. Bà sanh mấy người con là bà ăn muối đủ mấy người con hả bà hả? Còn bà lăn lửa bà nữa. Ơi. Nhớ nhà mày mốt sanh á, ăn muối nha. Bà lăn lửa, mới cầm tuổi luôn đó. Cầm tuổi mà. Con ơi, bây giờ khỏe hơn cô đó. Dạ. Coi như là cô còn đi khập khiễng, cô đau xương khớp cho bà nội là không luôn. Dạ. 40 năm cô làm dâu mà bà nội chưa bao giờ đến cổng bệnh viện. Chưa bao giờ. Không đau ốm gì hết, làm sao mà đi bệnh viện. À, không đau ốm. Tại nhờ 10 cái nồi xong á, xong là xong cái lá gì bà? Lá tốt, là nghe kêu, là chỉ là 2-3 món nữa. Lá nhiều món. Là chỉ rồi đó. Lá nghệ cứu là một nè. Lá gì nữa bà? Lá xả cái đồ tùm lum hết á. Xả. Chắc mai về bắt đầu cũng xong đó. Nghệ cứu để mình hy vọng tới 99. Ngày xưa mà con dâu không nghe lời á, bà có giận con dâu không? Không có, dân ít chiêu tí thì thôi giận. Lỗi lắm má cấu không thôi chứ có giận lâu được. Nhưng bà giận bà có la con dâu không? Có chứ. Đôi khi còn la. Bà có bắt thế hệ sau không. Phải không có bắt hả? Thế hệ sau thì bà cũng già rồi là dạ. Vô cô thôi. Con dâu cô nó xin nó nói mẹ con khát nước là lấy cho con lon coca. Nước đá nhiều lên, nó mới vừa sinh xong á, con nói, ủa có được không con, bác sĩ có lại, bác sĩ nó thoải mái. Thế như cô hồi đó dễ gì, trời ơi, con ơi, uống cái nước ngã cương nó đắng như là cái gì vậy đó. Đa số các mẹ chồng ngày xưa khó lắm đúng không cô? Phải làm theo mẹ chồng hết hả? Phải làm theo mẹ chồng. Đặt tên con thì bà có đặt không? Bà đặt, nhưng mà cô để cô kể con nghe, khi mà bà chăm xong cái vụ đó, là nghe xong vụ chăm rồi bắt đầu là em bé là đặt tên. Thì bà nói là tên thật thì cho tụi con lựa đặt, nhưng mà đừng có trùng. Nhưng mà tên ở nhà là phải đặt tên chó. Chó lớn, đứa lớn đặt chó lớn, đứa nhỏ đặt chó nhỏ. Cô nói trời ơi, cô nói với ông xã cô nói chết rồi anh này, bây giờ mình đi làm nhà nước mà đặt con gì kỳ quá. Cái bắt đầu cũng hên, sau bữa đó là trên truyền hình á, nó chiếu cái phim mà ba con chó nhược cướp ngân hàng đó là Tina, Tino, Tini. Cô mới nói là mẹ ơi, thôi bữa nay cho con đặt tên họ cũng là chó đó, nhưng mà tên Tina được không? Tina. Chị có hết tập là chị mới chịu. Tức là phải tên với con chó. Phải tên con chó mới chịu. Thôi mà tìm ra Tina đó. Hèn. Không cho đặt cuốn luôn, cứ chó làm tới à. Con cháu là chó lớn chó nhỏ vậy hả? Để hỏi bà. Bà, tại sao con cháu mình phải đặt tên ở nhà là chó? Tại sao bà? Bởi ứng là đặt. Chứ nó dễ nuôi nữa hả bà? Vậy nhiều người ta nhìn vô ta nói ủa sao nhà đó toàn là chó không sao bạn? Mới có đứa đầu thôi. Đặt thối chắc tình chó. Ưng là đặt hả? Cô hoảng luôn thiệt. Rồi hai cái người con sau. Thế hai người con sau đồng ý rồi. Chó Tina, chó Tino, chó Tini. Bây giờ cô cũng may là ba đứa.
À, ba đứa cũng là Tina, Tino, Tini. Cũng hên tìm ra từ đó nha. Không, mà lúc nhờ ba con chó chứ cũng biết. Không có phim đó, đặt có nhỏ cho lớn. Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi, dễ nuôi, nó là dễ nuôi. À, trời ơi. Bà bây giờ là nghe khó đúng không cô? Nghe khó với là cái giọng của con là giọng miền Nam á. À. Còn bà là người Quảng Bình. Con giờ bốn mấy còn nghe không nổi nữa mà cũng chi bà. Bà câm nghe vậy là tốt lắm rồi đó. Cô ơi, cho con hỏi xíu là ở nhà cô với bà là hợp nhau nhất điểm gì cô hả? Xưa là bà hay mắng cô là hoang phí lắm. Con biết không, đi làm thì hồi đó chắc Quyền Linh biết đồ bột ngọt với đường này chút 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 vậy nè. Cái bà nêm tí à. Bà nêm tí là thì ăn đâu có ngon đâu. Bắt đầu cô biết ý rồi cô lén cô đi mua. Cô về một lần cô nấu là cô nêm thêm. Bà nói bởi đi biệt thì kiềm đó ta. Ra là cô lén cô đi mua. À đó. Bây giờ mình mới rút kinh nghiệm được điều này nè. Tại sao bà sống đến 100 tuổi? Bà rất tiết kiệm, không phải bà tiết kiệm như mình nghĩ đâu, mà bà nghĩ là ăn nhiều bột ngọt không tốt nè. Bà xài tiết kiệm toàn là thiên nhiên không, không tốn tiền. Đừng có nghĩ tiền nhiều, xài cho nhiều, rồi sống ít tuổi. Công nhận con học được bà cái đó bà. Từ đây tới sau, con không xài tiền. Bà. Hỏi gì nè. Bà tiết kiệm á, chắc tiền bà nhiều lắm hả? Nhiều thiệt á. Vâng. Tiền bà để đâu bà? Cười cửa hàng. Cô thì đi cười cửa hàng mà cũng khỏi ra. Bà đưa lại tiền cho con cái giữ hay là bà giữ? Tôi giữ, có con giữ có. Bà giữ nhiều hơn đúng không? Vâng. Ông đâu là bà? Ông mất rồi, ông mất lâu rồi. Ông hồi đó có nghe lời bà không? Vâng, có. Ông có xong không? Không thấy chưa, ông không có xong. Thấy cái vụ xong rồi đó. Mời đây thôi là một lần mà ví dụ có chủ ở nhà thì cô làm gì làm sao hết trơn. Nhưng mà chủ đi đâu mà cô đi vặn nhà là bắt đầu hỏi. Giữ vợ cho con trai rồi đó. Bữa đó thì nhà cô có nhân viên, cô 10 giờ rồi cô vô phòng ngủ rồi. Mới cách đây khoảng mười mấy hôm á. Bà hỏi cái cô người làm là đi cô mày đâu rồi, cái nói đi cô vô phòng rồi. Cái anh lạc tay anh lại đi. À, giờ mà qua nhà của Hồng chơi hả? Còn nào tỏ tiện. Bà nói không, cô có phong. Cô mày nói tôi qua nhà của Hồng đấy. Sao cửa động hả? Cô nói đi. Bắt đầu gõ cửa cô mới thiêu thương. Cô giật mình, cô tưởng ba có gì. Ba ngủ phòng bên đó. Mí ở đây nè. Mà con Tư này nọ Mí đi qua nhà bà Hồng chơi rồi. Tao phải hỏi cho ra. Tức là nghe không rõ đúng không? Nghe không rõ. Nhưng bây giờ còn la cô không cô? Thì cũng la, dần lên là la. Như vừa rồi là khách nhà cô đông quá. Rồi cứ hỏi cô nói đi. Bà nội để từ từ rồi la. Cứ hỏi con làm con quỷ luôn. Đại khái là nhân viên nào nghỉ bớt á. Thế bắt đầu la lên. La lên luôn. Dần la. La lớn lắm hả cô? Ừ. Dạ, hôm nay thì chú có gửi cho chương trình một lá thư. Nhờ đọc giùm. Thư của con bà. Vâng. Dạ. Hân chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, gửi đấng sinh thành và người bạn đời yêu thương. Thưa mẹ, hân yêu của con, chào vợ của anh. Vợ chồng con luôn yêu quý mẹ. Cảm ơn mẹ đã cùng sống với con, cùng chia sẻ ngọt bùi với con, với vợ chồng con. Vợ thân yêu, anh muốn gọi cái tên thân thương thường gọi từ thuở mới quen nhau. Úc Hà ơi, cảm ơn Úc Hà đã cùng đi với anh suốt một chặng đường dài hơn 40 năm với nhau. Những lúc khó khăn, vất vả đều có Úc Hà bên cạnh. Úc Hà có nhớ không? Anh thì anh nhớ cả cuộc đời đó Hà ơi. Cảm ơn Hà đã cùng anh đi suốt như vậy. Em là người hy sinh cho gia đình trọn vẹn, nuôi mẹ già và xây dựng gia đình cho các em trai. Em thường nói hạnh phúc là ngọc châu, khổ đau là biển cả. Đúng vậy, chúng ta đã nhặt được 3 viên ngọc châu quý giá. Anh mong rằng chúng nó sẽ giống mẹ, giống như Úc Hà của anh, sống cùng nhau 100 năm Hà nhé. Con của mẹ, thương mẹ, bạn đời của Hà thương Hà.
Anh cũng ít nói lắm mà sao anh biết được. Cô có thể nói gì với chú trong giờ phút này không cô? Cô không nói được, cô ngà ngà quá. Cô cũng muốn nói gì với mẹ chồng trong giờ phút này không cô? Để cô hát tặng cho mẹ một bài. Dạ. Thích nghe hát á. Bà đứng lên nghe con gái hát, con dâu hát nè. Hát đi, hát đi cô. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Nếu mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mắt trời, như trẻ thơ không nụ cười, người đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời. Cảm ơn cô rất nhiều, tuyệt vời. Con dâu cũng là con gái luôn đó bà nha. Dạ, rồi chúc bà mạnh khỏe nha. Khỏe thiệt là khỏe bà nha. Rồi cảm ơn cô với lại bà đến tham dự chương trình, cho chương trình thật nhiều cảm xúc luôn bà. Những cái món quà gửi tặng cho cô với bà ha. Mong bà khỏe nha. Xem này, nhớ cháu là Quyền Linh với lại Lê Lộc nha bà.